Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ tư của chương trình đối thoại để bàn về tác động của dịch Covid tới nền kinh tế và tới doanh nghiệp. Trong 3 số đối thoại đầu tiên, chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về tác động của dịch Covid tới tổng quan nền kinh tế, tới các doanh nghiệp của từng nhóm ngành và đặc biệt nhất là gần đây, trong số đối thoại thứ ba, chúng tôi đã mời tới trường quay đối thoại các khách mời là các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành để cùng bàn về những khó khăn của khối ngành này và đưa ra những giải pháp để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp thiết thực hơn trong thời gian tới. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay đối thoại các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải để cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả về thực trạng của các doanh nghiệp này khi đối mặt với Covid-19 và đề xuất những kiến nghị giải pháp giúp chính phủ có thể đưa ra giải pháp nhanh hơn, thiết thực và sát sườn hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Phung, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng. Ông Phạm Duy Kính, Phó Giám đốc Công ty Taxi Vic. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và như là tôi đã giới thiệu từ ban đầu, chúng tôi chia các số đối thoại thành từng nội dung cụ thể khác nhau, từng nhóm ngành, từng doanh nghiệp khác nhau để chúng ta có thể có những giải pháp hết sức là cụ thể đối với cả từng nhóm ngành, bởi vì mỗi doanh nghiệp có những đặc thù riêng ạ. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong sẽ có thêm nhiều ý kiến từ phía chuyên gia và từ phía hai khách mời trong lĩnh vực vận tải. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này, bàn về thực trạng cũng như những cái giải pháp từ chính doanh nghiệp cũng như là từ chính phủ đưa ra đối với doanh nghiệp nhóm ngành này, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 2 năm nay, 5 bến xe lớn ở Hà Nội đã ghi nhận mức sụt giảm hành khách đột biến so với cùng kỳ năm 2019. Bến xe Yên Nghĩa giảm 42%, Giáp Bát giảm 49%, Mỹ Đình giảm 34%, bến xe nước ngầm giảm 33% và bến xe Gia Lâm giảm 18%. Sản lượng hành khách cũng sụt giảm mạnh, ở các địa phương có dịch như là Khánh Hòa giảm 70%, Vĩnh Phúc giảm 60%, Thanh Hóa giảm 50%. Việc kinh doanh ế ẩm đột ngột cũng khiến nhiều nhà xe tuyến cố định muốn dừng chạy để tránh lỗ. Tuy nhiên, quy định chạy dưới 70% số chuyến sẽ bị thu hồi phù hiệu và đình chỉ khai thác cũng khiến cho các nhà xe vẫn phải duy trì hoạt động. Liên quan đến lĩnh vực hàng không, tính riêng trong tháng 3, các hãng hàng không Việt Nam đã phục vụ 2,8 triệu lượt khách và giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng khách nội địa đạt 2,4 triệu khách, giảm 25%. Thiệt hại lớn nhất nằm ở các đường bay quốc tế với sản lượng chỉ đạt 480.000 khách, giảm tới 67% so với cùng kỳ. Tính từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 20.800 chuyến bay, giảm 37,9% so với tháng trước và giảm 25,6% so với cùng kỳ. Tính cả 3 tháng đầu năm thì các hãng bay Việt Nam vận chuyển được 11,4 triệu hành khách, giảm 11,4% so với năm ngoái. Liên quan đến vận tải đường sắt thì sản lượng hành khách trong tháng 2 cũng đã giảm 45% so với tháng 1, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm 2019. Ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu thường nhật nhiều chặng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như chặng Hà Nội Quán Triều, chặng Hà Nội Đồng Đăng và đôi tàu 51501, 51502, chặng Yên Viên Hà Nội đến Hạ Long Quảng Ninh, tuyến Hà Nội Hải Phòng đã dừng chạy một số tàu thường nhật. Vâng, thưa các khách mời, khi mà chúng tôi thực hiện số đối thoại thứ 3 ạ, có mời tới hai doanh nghiệp là lữ hành thì các doanh nghiệp đều nói là khi mà nhắc tới du lịch thì có rất là nhiều những cái ngành nghề, nhóm ngành của doanh nghiệp khác nhau, ví dụ như là lưu trú, ví dụ như là dịch vụ, ví dụ như vận chuyển, vận tải. Thì ngày mai chúng tôi có mời tới đây hai khách mời nhóm ngành là vận tải. Vậy thì các khách mời có thể nói những cái thực trạng của mình trong cái thời gian vừa qua khi đối mặt với cả dịch Covid-19 ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Hùng ạ. Vâng, trước tiên thì chúng ta phải nói rằng là cái xuất phát điểm khi mà cái dịch bắt đầu xuất hiện từ Vũ Hán, Trung Quốc, thì cũng phải nói rằng là khi mà có các cái, chúng ta theo dõi rất là kịp thời các cái thông tin chính phủ, rồi các cái thông tin truyền thông báo chí đưa đến nó rất là kịp thời, cho nên các doanh nghiệp chúng tôi cũng đã vận hành để theo dõi. Nhưng thực sự mà nói rằng không thể, tức là không thể định lượng được một cái ảnh hưởng một cách nó nghiêm trọng mà nó đến nhanh đến mức độ như vậy. Đấy, cho đến giờ phút này thì dịch bùng phát từ tháng 1, đấy, từ cuối tháng 1, và đỉnh điểm nhất là vào từ ngày 6 tháng 2. Ngày 6 tháng 2 khi xuất hiện cái bệnh nhân thứ 17 đấy, tại Hà Nội. Thì như vậy chúng ta bước sang một cái cung đoạn mới. 6 tháng 3. Vâng, xin lỗi, là ngày 6 tháng 3 khi xuất hiện. Nhưng mà cái dịch bệnh này chúng tôi, cái ngành vận tải đã bị tác động từ tháng 2 rồi. Đấy, khi mà chính phủ có cái chỉ đạo vào cuộc, và phải nói rằng là việc đầu tiên là chính phủ vào cuộc rất là quyết liệt.
quyết liệt để làm sao chúng ta phải ngăn ngừa từ xa. Nhưng chúng ta kiểm soát rất tốt trong khoảng biên độ từ tháng 2 cho đến ngày 6 tháng 3 thì bắt đầu xuất hiện cái bệnh nhân thứ 17. Đấy thì bắt đầu nó sang một cái bước giai đoạn mới. Phải nói thực sự mà nói rằng là chúng tôi cũng làm ngành nghề vận tải này hơn 20 năm. Chúng tôi cũng đã từng vượt qua cái dịch SARS cho đến cái dịch COVID này. Thì phải nói rằng là cái dịch COVID này chúng tôi mới cảm nhận được cái sự ảnh hưởng nó ghê gớm. Nó khi mà bùng phát lên thì tất cả các doanh nghiệp thì chúng ta mới nhìn thấy một điều rằng là hầu như người dân là hạn chế tối đa việc ra ngoài đường. Và đối với lái xe thì hoang mang, không dám đi làm. Các doanh nghiệp thì phải chuẩn bị, mặc dù đã phải chuẩn bị một cái nguồn để lo phục vụ cho cái phòng chống đại dịch này. Thế thì tất cả những cái thặng dư khi mà chúng tôi phải chuẩn bị một nguồn lực vào dịp Tết Nguyên đán để các cái chính sách cho lái xe xong nó đã bị tức là giảm sút nhiều, thì sau đó thì đã tiếp tục đến cho cái công cuộc để phòng chống dịch bệnh. Thế tôi chỉ nói một cái doanh nghiệp có khoảng 18.000 đầu xe, ví dụ như tập đoàn Mai Linh thôi. Đấy, chỉ kể từ khi bùng phát dịch cho tới thời điểm tháng 3, đầu tháng 3 đã chi phí mất hơn 10 tỷ đồng. 10 tỷ đồng chỉ để trang bị cái khẩu trang, rồi nước rửa tay, rồi khử khuẩn. Đấy, khử khuẩn, rồi là tặng cái khẩu trang cho khách hàng. Đấy là cái việc đầu tiên. Thứ hai, chưa nói đến cái việc là do một cái lượng lái xe nghỉ việc quá nhiều. Cái này của tình trạng chung của các hãng. Chúng ta cũng thường thấy rằng là đối với các cái dịch vụ ngành nghề như bến xe thì cứ giảm tới 49% lượng khách. Đấy. Xe buýt thì Hà Nội vừa rồi, Tổng ty Vận tải Hà Nội vừa rồi cũng công bố là giảm tới 900 lượt xe để phòng cái dịch bệnh COVID này, đúng không ạ? Với cái lượng khách du lịch thì giảm tới, cái vận tải du lịch thì giảm tới, ví dụ như là Khánh Hòa, Nha Trang thì giảm tới 60%. Đấy. Rồi là các cái địa bàn khác như Thanh Hóa thì cũng 50%, và Hà Nội chúng ta cũng thấy rằng là gần như lượng khách hàng là giảm. Và đặc biệt là đối với cảng không thì dừng lại toàn bộ cái đường bay quốc tế. Đấy, cái sản lượng đối với các doanh nghiệp kinh doanh nó giảm tới 70%. Thì đối với các doanh nghiệp thì ngoài cái việc mà phải lo chế độ lương, đấy, chế độ là để bù đắp các cái thù lao, bù đắp các cái chi phí cho người lao động, còn phải chuẩn bị một cái nguồn lực là gì? Thuê bến bãi để đậu, dừng xe, không kinh doanh. Bởi vì thứ nhất là người dân không, chính phủ khuyến cáo là người dân không ra ngoài đường, hạn chế ra ngoài đường. Thứ hai là cái đối với người lái xe, người lao động, người ta cũng ngại, đúng không ạ? Người ta cũng ngại, không dám đi thì buộc chúng người lao động người ta phải xin dừng xe, không kinh doanh. Thì vì vậy chúng tôi đã tạm dừng phương tiện. Có những doanh nghiệp phải dừng là ít nhất đã phải lên tới 30% số lượng phương tiện phải dừng, không kinh doanh. Ngoài cái việc cái xe dừng đã phải có người trông nom ra, còn phải chi phí để gửi xe, cũng là một cái chi phí rất lớn. Thì đấy là cái ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng đối với cái ngành vận tải đường bộ nói chung. Như vậy là ngoài ảnh hưởng tới vận tải đường bộ thì ông cũng có đưa ra một cái ví dụ từ taxi Mai Linh, đúng không ạ? Cái con số rất là cụ thể về chi phí mình phải bỏ ra từ dịch bệnh. Vậy thì còn bên phía taxi Vic thì sao ạ? Chỗ ông Kính ạ? Vâng, như các anh các chị đã biết ấy, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 rất nặng nề. Việc ngăn chặn người từ nước ngoài vào, từ vùng dịch vào thì nó lại xung đột với cái việc giao thương. Vì lẽ đó nên chính phủ mới có cái dự đoán là tháng 4 là một tháng dịch diễn biến rất phức tạp và khó lường. Nếu như cùng một lúc mà chúng ta bị nhiều người dương tính thì chắc chắn là thiết bị máy móc y tế là không đủ, chưa nói là lạc hậu so với các nước phát triển. Lực lượng y bác sĩ chữa bệnh thiếu kể về chất lượng lẫn số lượng. Nếu cùng một lúc mà chúng ta có nhiều người dương tính thì khó mà chúng ta có thể điều trị tốt được. Cái biện pháp của chính phủ hiện nay ấy là tích cực điều trị những người dương tính, triệt để cách ly những người F1, F2, vận động nhân dân ít ra đường, hạn chế ra đường, không tụ tập nơi đông người. Đối với doanh nghiệp thì vận động những mặt hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu thì đóng cửa. Thông qua cái bức tranh ấy thì các vị thấy là rõ ràng bức tranh kinh doanh của ngành vận tải hết sức là ảm đạm. Nói riêng và ngành kinh doanh các mặt hàng nói chung là cũng rất ảm đạm. Quý 1 vừa rồi chắc chắn là các mặt hàng kinh doanh dịch vụ là phải giảm sút rất nghiêm trọng. Riêng ở Vic Taxi chúng tôi thì ngoài cái việc mất một lượng khách rất lớn do nhân dân theo hưởng ứng cái phong trào, cái yêu cầu của chính phủ là tránh ra đường, mất một lượng khách rất lớn. Thứ hai, lái xe anh em như anh Hùng nói
là họ cẩn thận, họ về quê cất xe không kinh doanh nữa, là chúng tôi ảnh hưởng. Trong khi đó ước tính những năm nay ấy, quý một ấy, thì doanh thu chúng tôi chỉ đảm bảo 2-3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó các chi phí duy trì doanh nghiệp, chi phí lương cho cán bộ nhân viên để phải giữ người ta, không sau này hết dịch người ta đi mất, chi phí duy trì doanh nghiệp, chi phí lương để bảo đảm cuộc sống nhân viên tham gia phòng chống dịch như anh Hùng nói là khẩu trang, nước rửa tay phải phát, thì thực sự là rất khó khăn. Chúng tôi rất khó khăn. Cái biện pháp chống dịch của chúng ta hiện nay thì như thế, thì rõ ràng là cái ngành taxi nói riêng và vận tải nói chung là cái ngành ảnh hưởng trước, ảnh hưởng trước và về sau phục hồi sau. Đấy là các nhìn thì đã bởi trong cái hoàn cảnh này không ai đi chơi, không ai giao du nữa, nhà nước đã cấm rồi, thì rõ ràng chúng tôi nếu có phục hồi thì chúng tôi là phục hồi sau. Vâng, như vậy là đã nhìn thấy cái thực trạng của cả hai doanh nghiệp rồi. Và tất cả các doanh nghiệp thì sẽ đều bị ảnh hưởng như vậy. Doanh nghiệp nào chúng tôi mời lên đối thoại cũng nói về những ảnh hưởng như vậy. Tăng chi phí rồi tất cả những cái phần nhân sự, rồi bảo hiểm, rồi nhiều thứ phải gánh nữa. Vậy thì những cái giải pháp mà chính phủ hoặc là giải pháp mà doanh nghiệp đưa ra như thế nào? Chắc là có lẽ là về giải pháp thì ông cung cấp trước không ạ? Cung cấp thông tin trước về giải pháp của chính phủ cho doanh nghiệp ạ? Khi mà dịch xảy ra ấy, thì chính phủ đã đánh giá rằng là những một số ngành chịu tác động trực tiếp nhất thời và tác động với quy mô lớn thì cái ngành vận tải là một trong những nhóm ngành đấy, là chịu tác động trực tiếp và với một cái quy mô tác động là rất lớn. Đấy là cái nhìn nhận của chính phủ. Chính phủ cũng đã có những cái chính sách như là cho giảm lãi suất thì miễn là hoãn cái trả nợ đến hạn, rồi thì nếu mà chưa trả được nợ thì không chuyển sang là vẫn là giữ nguyên cái nhóm nợ không thay đổi để cho tiếp cận cái vốn mới, đã thường những cái như thế, rồi thì hoãn giảm cái nộp thuế. Nhưng tôi cho rằng cho đến nay, một là những thứ đó chưa phát huy hết cái tác dụng bên dưới, chưa đến với doanh nghiệp. Có thể nói là có một số phần lớn chưa đến với doanh nghiệp. Cái ngân hàng tôi nghĩ rằng có ở mức độ nào đó đã đến. Rất nhẹ. Cả ở mức độ nào đó có đến với doanh nghiệp. Còn mà cái những chính sách khác tôi cho rằng chưa đến. Nhưng cũng chưa tới. Tôi lấy ví dụ như là những cái mình chỉ nói cái chung chung là miễn rồi giảm rồi hoãn nộp các loại phí thôi. Mình phải chỉ đích danh. Mà theo tôi bây giờ không hoãn, không giảm mà nên là miễn. Hiện nay là phải theo tôi phải dùng từ miễn chứ không phải giảm. Mà tôi cho rằng những thứ gì mà thu về nhà nước, tôi cho rằng đầu tiên miễn hết. Nhà nước phải là người đầu tiên chia sẻ cái rủi ro và cái chi phí này đối với doanh nghiệp. Những chi phí như là bảo hiểm tôi cho cũng nên miễn thời gian này. Chi phí công đoàn cũng miễn. Nghĩa là những thứ mà tôi cho rằng là phải, nhiều thứ tôi cho rằng là phải thì hiện nay chưa đạt đến cái độ đấy. Mà những thứ trong chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng hiện nay cũng mang ở trên bàn là phần lớn. Tôi mong rằng cái tuần này phải có cái quyết để doanh nghiệp biết được là họ hưởng được cái gì, họ có cái gì. Nếu còn tính toán cân đối cái làm người để chống đây. Hai doanh nghiệp bổ sung thông tin ạ, ông Hùng. Tôi thì tôi thấy thế này, thì là cái người mà gọi là rất là tích cực, là cái người mà nhận thức và cũng là cái người mà một cái doanh nghiệp mà trực tiếp đón nhận được cái ảnh hưởng nghiêm trọng từ cái đại dịch này, thì tôi cũng đã cùng ngay lập tức là gì, sau khi đánh giá khoảng một thời gian nhất định, tối thiểu là từ biên độ giữa tháng 1 cho đến giữa tháng 2, chúng tôi đánh giá cái tác động chính xác khi nó giảm ra sao, thì lập tức chúng tôi cùng Hiệp hội Vận tải Tôi Việt Nam đã có một cái kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước là hoãn giãn nợ giảm lãi suất, với thuế thì hoãn nợ hoãn nộp thuế, tức là cho chậm nộp không tính lãi, với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thì hoãn nợ cũng không tính lãi phát sinh. Đấy, nhưng thực sự mà nói rằng là cho đến chúng ta phải nói như anh Công ấy, tôi cũng rất đồng tình quan điểm là gì, chúng ta phải cứu những người mà người ta đang ở trong cái đà đang gọi là sức yếu dần để vực dậy cho người ta tồn tại. Một cái doanh nghiệp ở dưới có hàng chục nghìn người lao động,
Đấy, tôi nói ví dụ tập đoàn Mai Linh người ta có 30.000 người lao động. 30.000 người lao động. Và người ta sẽ phải gồng mình lên. Nhưng người ta chỉ gồng mình được một thời gian nhất định. Và đến một thời khác không gồng mình được nữa. Đúng không ạ? Bởi vì như này, như anh Cung nói là doanh số thì giảm. Nhưng mà các chi phí thì lại tăng lên. Đúng không ạ? Vật tư, phụ tùng xe ô tô, ngành là một trong những cái gọi là chi phí lớn nhất. Đúng không ạ? Chi phí lớn nhất trong cái ngành, giá trong cái mà giá thành. Đúng không ạ? Thế thì đối với các doanh nghiệp người ta vẫn, xe hỏng vẫn phải đi mua đồ. Đúng không ạ? Mua đồ thì giá không nhập khẩu vào thì giá vẫn tăng lên. Thậm chí còn tăng hơn nữa. Và nói đến câu chuyện như ví dụ như một cái hộp khẩu trang thôi. Bình thường giá thị trường bán 30.000 đồng. Khi mà ngày mùng 4 Tết chúng tôi đi mua được mấy nghìn chiếc khẩu trang, gọi là mấy trăm hộp thì giá 77.000. Có đến bây giờ đến 300.000 một hộp. Đúng không ạ? Và doanh nghiệp phải làm gì? Phải xếp hàng, phải liên hệ. Đấy, bởi vì một cái doanh nghiệp lớn mới liên hệ, mới mua được cái khẩu trang vải để cho anh em lái xe, để bảo vệ được người ta. Cái điều kiện đầu tiên của doanh nghiệp chúng ta phải nhìn nhận một điều như này, là người ta quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người lao động. Vâng. Tức là an toàn được người lao động, tức là an toàn được cho hành khách. Vâng. Hai cái mũi nhọn chủ công. Vậy thì khi mà chính phủ ban hành những cái gói đó thì chúng ta phải làm, phải thiết thực. Đúng không ạ? Chúng tôi nói ví dụ thế này, 40% số lượng xe ở các doanh nghiệp người ta dừng không hoạt động, nhưng cái phí bảo trì đường bộ người ta vẫn phải đóng nguyên tiền. Đấy, phải đóng nguyên tiền. Phải giảm. Đấy. Phải miễn. Thứ hai nữa là gì? Phải miễn. Một cái xe nằm dừng ít nhất như anh Cung nói là tác động đến 3 tháng. Tức là cái dịch này chúng ta muốn có dập được thì chúng tôi hy vọng rằng là trong vòng tới 3 tháng mới dập được. Nhưng ảnh hưởng của nó kéo dài tới hàng 6 tháng đến 1 năm nữa. Đến hết năm nay. Bởi vì cái sự ảnh hưởng của nó mới là lớn. Và cái bức tranh thì chúng ta nhìn lại cái dịch sát. Đúng không ạ? Khi mà cái ảnh hưởng của nó kéo dài tới hàng năm trời. Cái hệ quả của nó, cái hệ lụy của nó đằng sau rất là lớn. Thế thì vậy thì trong khi đó chúng tôi nói thế này, một cái xe ô tô, taxi người ta không kinh doanh, người ta phải dừng 3-4 tháng. Nhưng đến kỳ, tức là 6 tháng người ta vẫn phải đi đăng kiểm lại một lần. Mặc dù xe anh không chạy, ở đây chúng ta không có khung khoản nào là xe anh vận hành liên tục trong thời gian bao nhiêu km trên một ngày thì anh mới phải đi đăng kiểm. Nhưng đây một cái xe không dừng, không chạy, miễn là anh đăng ký rồi, anh có đỗ, đến thời điểm anh vẫn phải đi. Tôi nói ví dụ cái xe taxi là 6 tháng phải đăng kiểm lại một lần. Mỗi một lần là hết 380.000 đồng. Vậy thì khi anh dừng không kinh doanh, đúng không ạ? Cứ 6 tháng anh phải đăng kiểm một lần. Trong khi đấy một cái xe tải mà nhập khẩu từ Trung Quốc vậy, một năm anh phải đăng kiểm một lần. Đấy là một cái điều chúng tôi không hiểu rằng lấy cái chỉ tiêu gì mà cục đăng kiểm Việt Nam lại yêu cầu làm việc này. Mà đây chúng tôi nói thế này, đây là thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải. Mà Hiệp hội Vận tải tôi Việt Nam, Hiệp hội Taxi ba miền Bắc Trung Nam đã rất nhiều lần gửi văn bản kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Thì ở đây có lẽ là cái đại dịch, chúng tôi nói ngay như Ủy ban thành phố Hà Nội thôi, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thôi. Khi đại dịch bùng phát thì chúng tôi đề xuất một cái giải pháp đầu tiên là gì? Cho phép lái xe taxi được tiếp cận với khách hàng, được chở khách từ cửa đến cửa. Bởi vì ở Hà Nội là có 11 cái tuyến phố cấm không cho taxi vào. Thế thì vậy thì người lái xe taxi chở khách đi khám, đi ốm, trên đường đi chẳng hạn, muốn về tới nơi thì cũng không vào được nhà, phải đỗ để đi bộ vào. Thì khi chúng tôi có văn bản thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận ngay và có ngay văn bản trình Ủy ban thành phố, như vậy mới gọi là giải pháp. Đúng không ạ? Trong khi đó tôi nói trở lại hơi dài ra một chút, nhưng đây là cái lỗi liềm của doanh nghiệp. Thủ tướng đã chỉ đạo là hoãn giãn nợ giảm lãi, đúng không ạ? Nhưng đến giờ này các doanh nghiệp khi làm việc với ngân hàng đều nhận được một câu là gì? Địa phương này phải công bố dịch thì mới được đưa vào nhóm. Thế là sai. Giãn nợ. Nhưng thế này là hoàn toàn sai với hoãn giãn nợ, chính sách của chỉ đạo. Giảm lãi suất anh phải công bố dịch. Anh lại đưa cái thông tư mà ở của Tổng cục Thuế đưa ra là gì? Là trong trường hợp hỏa hoạn, thiên tai phải doanh số bị sụt giảm phải có xác nhận của Sở Tài chính. Hoặc anh hỏa hoạn cháy thì anh phải có xác nhận của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cũng giống như cái dịch cúm này. Chỉ đạo của Bộ Chính trị là toàn đảng, toàn dân là cùng chung sức, chung lòng để chống dịch. Và tất cả chúng ta nhìn thấy một bức tranh tổng thể là cả nước này, cả cái ngành vận tải là cái ngành chịu ảnh hưởng lớn đầu tiên. Đúng không ạ? Vận tải là gì? Trong đó có vận tải hàng không. Chúng ta nhìn thấy hàng chục nghìn cái máy bay phải dừng. Thì tới đây sẽ có hàng chục nghìn cái xe ô tô phải dừng không kinh doanh. Dừng rồi, chứ không phải tới đây nữa. Toàn bộ vận tải logistics là không xuất khẩu được ra. Hàng hóa tắc nghẽn tại cửa biên giới. Đúng không ạ? Xe buýt thì dừng. Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế không cho hoạt động xe buýt để đảm bảo an toàn không lây nhiễm. Hà Nội thì giảm 900 lượt xe. Taxi thì các doanh nghiệp phải dừng xe. Bởi vì lái xe người ta không đủ sức, không giả đủ chạy được nữa. Đúng không ạ? Doanh nghiệp người ta đã phải gồng mình lên để người ta chống chọi lúc này. Cái vạn bất đắc dĩ là doanh nghiệp buộc chúng tôi đã đến lúc mà doanh nghiệp phải
Bởi vì như này, đến kỳ vẫn phải nộp gốc lãi ngân hàng, đến kỳ vẫn phải trả lương cho người lao động, đến kỳ vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội đưa ra là chậm nộp, hoãn nộp lại cái tử tuất hưu trí. Thế nhưng ở đây, Bộ rất đồng tình quan điểm như của anh Trung. Nghỉ thế này không chạy thì đóng cái gì? Miễn là phải miễn. Bởi vì thế này chúng ta phải xác định, theo cái đánh giá của Ngân hàng Thế giới, anh Trung ạ, vận tải chiếm từ 20 đến 25, tức là vận tải đóng góp từ 20 đến 25% cho cái vào GDP. Đúng không ạ? Và người ta phải vận chuyển được 1,7 tỷ lượt khách hàng. Đúng không ạ? Một cái giao thương rất lớn. Rất lớn. Thế thì ở đây chúng tôi mong muốn là với một cái quan điểm là gì? Chính phủ phải cụ thể hơn nữa. Phải đưa trách nhiệm của các bộ ngành vào cuộc. Bộ Giao thông phải làm cái gì? Ngân hàng phải có cái văn bản chỉ đạo cụ thể. Đây, người ta đang bị ảnh hưởng như vậy. Và toàn dân người ta nhìn thấy đường Hà Nội, có lẽ tất cả ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là chỉ có những ngày Tết thì người dân Hà Nội mới thấy đường vắng. Đúng không ạ? Nhưng đến những ngày 2 tháng nay, đường Hà Nội luôn luôn ở thể trạng không có người đi. Đấy, đấy là cái mà chúng tôi mong muốn là làm sao cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính phủ, gần hơn nữa. Bám sát để có những cái chỉ đạo, và đặc biệt các bộ ngành đừng máy móc. Chúng tôi Vích Taxi thì được ngành ngân hàng hỗ trợ như sau. Một, giảm lãi suất cho vay các món trung hạn từ 1 đến 1,5%. Thời gian áp dụng lãi suất từ 17 tháng 2 đến 30 tháng 4. Ngắn quá. Quá ngắn. Hai, điều chỉnh lại lịch thanh toán nợ gốc. Giãn nợ cho các khoản vay thêm 3 tháng. 3 tháng ngắn lắm. Chia lại tỷ lệ thanh toán, ưu đãi các số dư nợ phải thanh toán ít nhất trong tháng 4, tháng 5 cũng 2 tháng. Quá ít. Công ty cho thuê tài chính ngân hàng điều chỉnh giãn nợ 1 tháng nợ, doanh nghiệp được phép sử dụng quỹ ký cược vào việc thanh toán. Tất nhiên những việc này cũng đã là quý rồi, nhưng mà không đủ. Nó càng không đủ khi dịch như chính phủ dự đoán là tới đây nó sẽ diễn biến phức tạp khó lường, thì nó càng không đủ. Vì vậy, với Vích Taxi tôi xin đề nghị như sau. Đề nghị đối với bảo hiểm xã hội thì phải dừng thanh toán. Phải dừng đến hết tháng 12 xem cái binh tình nó ổn định thế nào. Như ông cũng nói nhưng, là biến đấy. Vâng, nhưng nha, vẫn phải cho người lao động được hưởng chính sách. Ví dụ y tế, thai sản phải cho người ta hưởng. Chứ dừng lại không hưởng thì hỏng. Đối với thuế, khoanh nợ lại để tháng 1, để nó khỏi có cái nợ quá hạn. Để tháng 1 rồi người ta đóng dần. Thế đối với ngân hàng tôi đề nghị như này. Một, đối với khoản nợ đến hạn phải trả nợ trong tháng, đề nghị khoanh nợ để không có nợ đọng, nợ quá hạn. Hai, đối với các khoản nợ đến hạn từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, đề nghị bắt đầu trả nợ từ 1 tháng 1 năm 21. Hết năm nay. À, hết năm nay thì anh cho chúng tôi trả nợ. Ba, các khoản nợ còn lại đề nghị phân kỳ trả nợ hợp lý theo hướng tăng kỳ trả nợ để giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi đi qua đại dịch. Bốn, về lãi suất, đề nghị điều chỉnh giảm từ 2,5 đến 3% cho các khoản nợ vay trung hạn và dài hạn trên cơ sở số nợ còn lại. Đấy là cái đề xuất của tôi. Rất mong là được sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngành ngân hàng, ngành bảo hiểm và ngành thuế. Đúng, ngân hàng, bảo hiểm, thuế là ba cái nhóm giải pháp mà doanh nghiệp hết sức quan tâm đấy ạ. Vâng. Doanh nghiệp nào quan tâm? Kiến nghị này tôi cho rằng là khá hợp lý. Vậy mình nhìn cái dịch qua rồi thì nó còn không phải qua thì nó hết tác động mà người ta, mà sự phục hồi nó còn có một cái đột trễ. Cho nên là cần phải dài hơn. Một thứ hai là phải chia sẻ cái rủi ro cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tồn tại thì ngân hàng mới cùng tồn tại được, chứ còn nếu như doanh nghiệp mà mất đi thì có lẽ ngân hàng còn mất nhiều hơn. Cho nên là rõ ràng trong trường hợp này cùng mất cả thì chúng ta phải chia sẻ làm sao mà mất cùng mất nhưng mà cùng tồn tại được, để sau này là chúng ta cùng thắng, cùng mất thế này làm sao cùng thắng. Chứ còn nếu không, một ông mà mất đi thì cả hệ thống này là cùng mất. Vâng, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy là ngân hàng cũng đã có những giải pháp rồi, và theo chỉ đạo ngân hàng mới là nó chưa đủ. Vâng, quan trọng là nó chưa đủ. Nó là đã có rồi nhưng theo tôi nó chưa đủ. Chưa đủ so với cái mà doanh nghiệp nó bị mất mát. Khách hàng của ngân hàng bị mất mát, bị thua thiệt. Cái điểm thứ hai mà tôi cũng bình luận đây rõ ràng là
lại một lần nữa chúng ta nói cứ trên nóng mà dưới lạnh như anh Hùng. Quả thực là trong bối cảnh này, một cái gì đó thì tôi không nói, nhưng mà rõ ràng trong bối cảnh này cả xã hội, cả thế giới nói về đại dịch đang chống và chống dịch thế này và cùng chia sẻ với nhau để vượt qua cái này. Mà có một bộ phận nó còn vô cảm đến như thế. Tức là máy móc vô cảm, cái thái độ làm việc nó không thay đổi. Trong bối cảnh này mà bảo là thôi ông phải đi xin một cái xác nhận rằng là ông đã giảm doanh thu để tôi rồi, thì quả thực là quá vô cảm. Quy định giảm 50% anh ạ. Quá vô trách nhiệm. Vì tiền cậu mới làm. Tiền cậu mới làm. Tôi nghĩ rằng là những trường hợp như thế, ông chủ tịch hay ông giám đốc sở hay là ông bộ trưởng phải cách chức ngay. Hoặc là đuổi việc ngay những ông như thế. Hoặc là thay thế ngay để làm gương. Chứ còn không thể để cái duy trì cái những cả những người như thế trong hệ thống, trong bối cảnh mà cả cái gọi là cả hệ thống chính trị của ta đang phải chia sẻ khó khăn để vượt qua như thế. Và chính sách đã có trong hệ thống trước có. Chính sách đã có, vâng. Mà đòi hỏi rằng là địa phương đó công bố dịch, tôi cho rằng cũng hoàn toàn sai luôn. Cả đất nước mình đang chống dịch rồi. Vâng. Tại sao là cứ đòi địa phương nào công bố dịch, công bố để làm gì? Công bố để tăng thêm cái hỗn loạn lo lắng của người dân à? Vâng. Là tại sao mình phải duy trì cái sự bình tĩnh, sự ổn định? Mình không chủ quan nhưng mà phải duy trì, phải biết như thế. Thế đang này đòi một công bố như thế là làm xáo trộn cái tâm lý xã hội rất lớn. Vâng. Đối với người dân. Cho nên tôi cho rằng những đòi hỏi như thế là phi lý, là vô trách nhiệm chứ. Đấy, vâng. Tôi cho rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể phản ánh. Vâng. Tiếp lời anh Cung, tôi có thêm một tí này. Tôi thì tôi thấy là cái quan điểm của anh Cung là rất đúng. Tôi thấy như này, lâu nay cái quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng nó không cân đối. Nó như kiểu như là xin cho. Bởi vì thế này, tôi nói một cái ví dụ như chúng tôi đi thuê một cái nhà, cái văn phòng để chúng tôi làm việc. Khi khó khăn tôi lên tôi làm việc, người ta giảm ngay cho tôi 40% tiền thuê nhà luôn. Trong khi đó ngân hàng là gì? Chúng tôi vay tiền, chúng tôi phải trả lãi. Vâng. Đúng không ạ? Trong cái chương, trong tất cả các cái lộ trình lãi suất anh xây dựng ra chúng tôi tuân thủ. Vâng. Thì đến khi chúng tôi gặp khó khăn thì anh cũng phải làm sao có cái điều chỉnh ngay lập tức kịp thời. Vâng. Ngay đến trong cái hợp đồng giữa doanh nghiệp ký với ngân hàng cũng không có những cái điều khoản này. Vâng. Đúng không ạ? Thế nhưng doanh nghiệp của ông không có nhận được những cái nội dung như là doanh nghiệp của ông kính nhận được, ông về chia sẻ về lãi suất, về giãn nợ rồi nhóm vay các thứ. Tôi nhận được bởi vì thế này, tôi là cái người mà tham gia trong cái việc mà làm văn bản kiến nghị trình thủ tướng, để khi thủ tướng có cái chỉ đạo theo, trước khi mà thủ tướng có cái chỉ thị số 11. Đấy. Thế thì sau đó thì tôi theo dõi thì đa phần các doanh nghiệp, đấy, các doanh nghiệp khi mà người ta lên gặp ngân hàng thì đều được trả lời một câu là công bố dịch. Anh bị làm sao, anh phải có cái xác nhận, anh phải kê khai rất nhiều thủ tục phải kê khai. Trong khi đó là gì? Tiền ngân hàng đang làm. Doanh thu bây giờ tất cả mọi cái chúng tôi đổ với ngân hàng. Ngân hàng thừa biết rằng một cái ông doanh nghiệp A này, doanh số của ông một tháng bình quân là ông có 30 tỷ. Thì tháng này ông còn có 15 tỷ thôi. Như vậy là một bài toán rõ là ông đã sụt giảm 50% rồi. Đúng ạ. Tại sao cái hệ thống nhảy nhóm của anh tinh tinh một cái nhảy nhóm là lập tức tất cả ngân hàng biết, và tại sao cái doanh số này anh không công khai để cho người ta biết rằng doanh nghiệp này người ta đang giảm tạ để anh có cái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy là cái việc đầu tiên tôi xin nói như vậy. Việc thứ hai ở đây tôi nói thế này, ngay kể cả những cái chính sách mà khi nhà nước ban hành, cao nhất là thủ tướng. Thủ tướng đã có một cái chỉ thị rất là cụ thể rõ ràng rồi. Thì tôi nghĩ rằng là các bộ ngành lên vào cuộc. Mà lên làm gì? Ở đây chúng ta phải xác định một cái tiêu chí thế này. Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Tại sao thủ tướng phải ra hẳn một cái nghị quyết, đúng không ạ? Cái nghị quyết để phát triển kinh tế tư nhân. Đấy, cái nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân, và cái kinh tế tư nhân từ trước tới nay đang là cái nền tảng đóng góp rất tích cực. Ở đây chúng ta phải nói như này, chính phủ không phải đầu tư cho doanh nghiệp một đồng nào. Tự doanh nghiệp phải đầu tư, tự doanh nghiệp phải vay tiền ngân hàng để tổ chức hoạt động kinh doanh. Chính phủ không phải can thiệp, đúng không ạ? Đóng đầy đủ các nghĩa vụ, xây dựng một cái hình ảnh an sinh xã hội rất tốt. Và chúng ta nhìn thấy rằng trong cái đại dịch này rất nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân người ta đóng góp hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ trong cái đại dịch này, đúng không ạ? Đấy là một bức tranh, đấy là một cái mà chúng ta nhìn thấy rõ một điều như vậy. Thì trách nhiệm của các ngành phục vụ, ví dụ ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, ở đây tôi cho rằng Bộ Tài chính phải vào cuộc một cách quyết liệt. Và tôi cho rằng là cái ngày hôm qua khi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung có phát biểu trên VTV, có nói rằng rõ ràng là gì? Phải ra một cái gói để cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương, để đảm bảo cái giữ được
cái nguồn nhân lực, giữ được cái lao động, đúng không ạ? Doanh nghiệp chúng tôi nói thật, khi để mà tính toán đến giảm biên chế đau xót lắm, đau xót lắm. Chúng tôi bây giờ hiện nay chúng tôi chỉ đang áp dụng cái biện pháp tạm thời cho nghỉ luân phiên, làm một ngày và nghỉ một ngày không lương để đảo nhau. Bởi vì chúng tôi cũng phải xác định nếu để cho người lao động nghỉ việc, mất việc thì cái đấy là cái ảnh hưởng rất lớn đến họ. Thế nhưng mà nếu như chúng tôi được ngân hàng ủng hộ là giảm cái lãi suất xuống và chậm nộp, dừng cái nộp gốc lãi đến hết năm này đi. Bởi vì cái ai cũng nhìn thấy rằng cái dịch nó còn kéo dài nữa, đúng không ạ? Kéo dài nữa chứ nó không thể dừng ở 3 tháng, sau 3 tháng nó phục hồi lại ngay, không bao giờ có chuyện đó. Đấy là cái mà chúng ta nhìn được, thì để chúng tôi lấy cái nguồn đó, chúng tôi lo, chúng tôi giữ được cái người lao động, chúng tôi duy trì để làm gì? Như anh Cung đã nói, sống đã, để không chết. Đấy, bởi vì một cái doanh nghiệp khi sụp đổ phá sản nó kéo theo hệ lụy rất nhiều thứ, nhiều thứ, đúng không ạ? Nhà nước sẽ mất đi một nguồn, đúng không ạ? Sẽ mất đi một nguồn, một người lao động hàng chục nghìn người sẽ mất đi cái việc làm. Đấy, đấy là cái mà chúng tôi rất là mong mỏi, để làm sao chúng ta phải thực tế hơn. Lỡ chứ chúng ta đừng làm theo kiểu truyền thông. Làm theo kiểu truyền thông. Thấy Thủ tướng đã đưa ra rồi là, tôi thấy vừa rồi là tôi nói thật, mỗi một lần tôi đọc cái chạy chân trang ở trên VTV1 là ngân hàng nhà nước hỗ trợ thế này, rồi Bộ Tài chính giờ đang ra thông tư này mà tôi buồn. Tôi rất buồn. Đấy, tôi phải nói một điều là như vậy, bởi vì doanh nghiệp đã đến được đâu. Bởi vì như chúng ta nhận thấy ngành vận tải đường bộ, vận tải hàng không, vận tải khách du lịch là những ngành mà sẽ chịu cái mũi nhọn chủ công đầu tiên, là cái áp lực rất lớn từ cái đại dịch này. Nhưng với những kiến nghị rất là cụ thể từ phía ông Kính ấy, từ về vấn đề là cái cách thức như nào này, thời gian, thời hạn ra sao này, thì ông Hùng thấy là nó có giống với cả những cái mong muốn của mình liên quan đến vấn đề liên quan đến ngân hàng không ạ? Như ông Kính vừa đọc vậy ạ? Đúng, hoàn toàn hợp lý. Tôi cho rằng những cái mà thực tế, đấy là thực tế mà doanh nghiệp, đấy là anh Kính là một trong những cái doanh nghiệp mà đang có một cái phạm vi hẹp kinh doanh tại Hà Nội. Đấy, ở vào một số những cái tỉnh thành nhỏ nữa lớn thôi. Này vâng. Nhưng có những doanh nghiệp, đấy, người ta ở đủ 63 tỉnh thành. Tôi nói ví dụ như tập đoàn Mai Linh, người ta có 63 tỉnh thành. Đấy, rồi các doanh nghiệp vận tải logistics, người ta phải chạy xuyên suốt từ Bắc Trung Nam để người ta chở hàng hóa. Thế bây giờ mỗi một trụ sở chi nhánh người ta đến thì người ta phải gặp một cái chính sách nó lại khác nhau. Đến đơn tỉnh thì bảo là phải có công bố dịch, tỉnh thì bảo phải kê khai, phải được xác nhận của sở tài chính là ông thiệt hại thế này thế này. Thế thì mỗi một tỉnh người ta có hàng nghìn cái doanh nghiệp thì đợi đến bao giờ? Đợi đến bao giờ? Tôi trong bối cảnh này nói tiếp cho tôi nói tiếp về, tôi rất là phấn khích cái ý kiến của anh Cung. Tức là trên thì nóng như dưới thì lạnh, cái điều là thực tế. Bởi vì sao nhá, một doanh nghiệp như tôi chỉ có 1.000 xe thôi nhá, hoạt động ở 3 địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, nhỏ thế thôi. Nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm ấy, thì tôi nói thật là như tôi nói là khó khăn quá. Chưa bao giờ nó khó khăn, nó ảm đạm như lúc này. Xe thì không kinh doanh được nhá, tiền các khoản vẫn phải lo. Thế thì cái việc nhà nước nói như Hùng nói, phải để tôi sống ngã, sống rồi mới phát triển chứ. Thế thì cái bảo hiểm thì phải yêu cầu là ảnh hưởng 50% doanh thu, lại đi chứng minh cái 50% doanh thu. Mà thực chất thì bây giờ như Hùng nói, chúng tôi còn độ 20% thôi, 50% số người lao động làm việc nữa. Rồi đấy, đúng rồi. Thế rắc rối như thế thì bắt chúng tôi chứng minh những thứ rất khó. Thế thì sao không cho chúng tôi hoãn lại, dừng bảo hiểm đi, đến tháng 1 chúng tôi đóng để chúng tôi sống ạ. Cái thứ hai là đối thuế cho tôi khoanh lại lại, dừng đi để trong tháng 1 chúng tôi đóng. Vay ngân hàng thì như tôi vừa nói rồi, bây giờ chúng tôi đang sống nhá, thì hãng giúp đi, hãng hỗ trợ chúng tôi đi để chúng tôi tồn tại, rồi chúng tôi phát triển, rồi chúng tôi tiếp tục đóng góp. Vâng. Tôi nghĩ chính phủ hoàn toàn hiểu điều đó, tuy nhiên cái chính sách xuống dưới đối với doanh nghiệp như thế nào thôi, rồi chính sách có tôi đủ cho rằng không như thôi. Vậy là chúng ta có vấn đề, chúng ta vẫn có vấn đề, hệ thống có vấn đề, là trong bối cảnh thế này thì không thể vẫn cứ tiếp tục áp dụng cách thức truyền thống. Đấy là cái điều mà rõ ràng là, và như thế trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta lại càng phải suy nghĩ đến việc là cải cách cái thủ tục hành chính và cải cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ những điều mà đòi xác nhận thế này xác nhận thế kia là vô lý, là vô lý, không cần thiết. Đấy, cả thế giới, ví dụ như bên Hoa Kỳ, người ta còn bài bỏ hết tất cả những giấy phép, giấy nào để kiểm nghiệm, kiểm định gì để cho cái vaccine này ra nhanh lên. Thì trong bối cảnh như thế này, rõ ràng là mình nhìn cái hệ thống mình vận hành mà vẫn tư duy theo lối truyền thống, thế cách làm theo lối truyền thống, hành chính kiểu xin cho như thế, thì chính sách còn lâu mới đến. Cả cho nên là phải bỏ hết những thứ này, bỏ hết những thứ này, và chúng ta qua thực tế này chúng ta tự kiểm nghiệm lại, chúng ta thấy cũng cần bỏ rất nhiều thứ nữa.
Không cần phải xác nhận, kiểm định, kiểm nhận chứ, bởi vì bây giờ thông tin mọi người đều biết cả rồi. Không phải không cần phải phải có một cái gì đó đòi hỏi cái xác nhận của bên thứ ba nữa. Mà người mà nắm, ví dụ như về doanh nghiệp, người nắm thông tin rõ nhất về doanh nghiệp là ngân hàng. Vâng. Hơn tài chính nhiều, tài chính có biết gì đâu mà xác nhận. Vâng. Ông này là ông tài khoản, là ông dòng tiền vào ra là ông nắm hết. Nắm hết rồi. Thì cần gì phải đi xác nhận ở đâu đó nữa. Mà trên cơ sở đấy ông phải phải quyết để cho doanh nghiệp được hưởng cái cùng tương tự như vậy đối với các cái liên quan đến bảo hiểm. Bảo hiểm. Và tôi nói rằng là nếu mà cần thủ tục thì chỉ cần một thủ tục thôi. Ví dụ như thủ tục ai đó đã xác nhận rằng là anh đã được đủ điều kiện để miễn giảm thuế, thì tất cả những chính sách khác anh đều được hưởng luôn. Không phải cần phải làm thủ tục. Vâng. Chỉ cần một cửa, một thủ tục thôi. Không cần phải nhiều cái thủ tục như hiện nay chúng ta đang làm. Vâng. Và như thế thì nó mới nhanh được. Vâng, như vậy khi mà chính phủ đưa ra các giải pháp về ngân hàng này, về thuế này, về bảo hiểm này, thì các doanh nghiệp cũng đã được tiếp nhận thông tin đúng không? Và sau đó thì cũng cảm thấy là chưa phù hợp, thì cũng có phản hồi lên ạ. Có phản hồi lên thì có nhận được lại những cái phản hồi hiện nay, không ạ? Vấn đề hiện nay thì chính phủ mới nói là được cái gì. Vâng. Còn sau đó thực thi thế nào thì vâng. lại... Nhưng cụ thể doanh nghiệp ông Kính là đã nhận được những cái phản hồi rất là cụ thể từ ngân hàng rồi. Về ngân hàng thì lại vâng. cụ thể như tôi vừa nói. Vâng. Nhưng bảo hiểm là chưa. Vâng. Thuế. Thuế thì cũng chưa rõ. Vâng. Thế thì chúng tôi nghĩ là này, nói như anh Cung nói ấy, thì chính phủ khi đã công bố dịch rồi và cái diễn biến dịch đang phức tạp này rồi, thì đương nhiên là các ngành kinh doanh nó vâng. suy giảm nghiêm trọng đến doanh thu. Và đã suy giảm đến doanh thu thì đồng nghĩa việc chúng tôi không có tiền để tham gia cái gì cả. Vâng. Thì hãng hỗ trợ chúng tôi đi, đừng bắt làm nhiều thủ tục. Vâng. Hãng ngắn gọn đi để chúng tôi tồn tại. Vâng. Cụ thể là tôi vẫn nhắc lại, bảo hiểm dừng đóng cho tôi đến tháng 1, tháng 5 cũng đóng. Vâng. Nhưng vẫn phải cho chính sách người lao động. Vâng. Người ta hưởng thì người ta mới yên tâm lao động. Cái thứ hai, thuế khoanh lại đi cho tôi tháng 1, tháng 5 chúng tôi đóng. Vâng. Thứ ba, ngân hàng như tôi nói, giảm lại đi. Vâng. À, giảm lại. Ông Kính đã gửi những kiến nghị của mình liên quan đến những cái chính sách của ngân hàng lên lại với ngân hàng chưa ạ? Báo cáo với chị là cũng không có dịp nào. Vâng. Vì mình gửi lên cũng thọ lo thẻ mình một đơn vị, nó có nhiều ngân hàng đối tác. Thế thì mình không, nó không phải là chủ trương thì mình, họ phổ biến ngày thì mình đã làm như thế ạ. Vâng. Chứ bảo hiểm thì làm công văn gửi rồi vì không có sức đóng. Thì gửi rồi thì cũng chưa được phản hồi. Vâng. Còn chỗ ông Phùng thì sao ạ? Những cái cụ thể như vậy. Tôi nói thật là thực ra thì đấy là một số ngân hàng. Hiện nay như tôi vừa nói, cái quan hệ, cái doanh nghiệp nào quan hệ tốt với ngân hàng nào thì người ta sẽ xem xét, người ta làm trước. Đấy, còn lại những cái ngân hàng khác thì đều có những một cái câu trả lời như tôi nói, chưa công bố dịch. Chưa công bố dịch, ta phải chờ công bố dịch. Kể cả cục thuế, chi cục thuế tại các tỉnh thành cũng đều trả lời một câu rằng là chờ hướng dẫn. Và hiện nay ở đây tôi có cái danh sách, lát nữa tôi sẽ gửi lại cho chúng ta, cho các bạn thấy rằng là đây, những ai ngân hàng nào đã trả lời, và những ngân hàng đa phần là chờ hướng dẫn. Tất cả đều có một câu trả lời chờ hướng dẫn. Đấy, đấy là một cái bởi doanh nghiệp làm việc với rất nhiều các ngân hàng. Rất nhiều ngân hàng, bởi vì một doanh nghiệp người ta phải quan hệ với nhiều ngân hàng. Với một tập đoàn lớn người ta phải quan hệ với nhiều ngân hàng. Đấy, để người ta dùng các cái gói vay để người ta hoạt động kinh doanh. Thế nhưng có ngân hàng thì được giải quyết ngay. Tôi nói cái nhóm ngân hàng, ví dụ như là Vietinbank, Agribank, đấy, Vietcombank, rồi BIDV là những cái nhóm mà cổ phần nhà nước. Vào ngay, làm ngay, họ làm ngay. Thế thì nhưng còn lại một số những ngân hàng khác. Ở đây tôi nói như thế này, anh Kính chỉ có ở 1-2 tỉnh thôi. Nhưng ở đây cũng có những doanh nghiệp như chúng tôi là ở 63 tỉnh thành, chúng tôi đánh giá được hết. Có những tỉnh thì cứ chờ, có những tỉnh giải quyết ngay. Tức là gì, ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều rằng là mỗi chính sách ở một địa phương lại khác nhau. Thế vậy thì như anh Cung nói, chỉ cần một cái thôi, họ điều tiết cái dòng tiền của doanh nghiệp, như tôi nói ban đầu, tiền họ giữ mà. Họ biết là anh này giảm bao nhiêu phần trăm để họ xếp anh phải nhóm nào. Mà ở đây tôi cho rằng như Trung Quốc, như Mỹ, ngân hàng người ta phải cuộc trước, chủ động trước. Chứ còn đây, ở đây tôi nói thật ra thì ngoài cái việc ấy ra thì các cái hiệp hội phải nói rằng là vào cuộc rất là tích cực. Khi mà thấy khó khăn là đại diện cho doanh nghiệp vào ngay, vào cuộc ngay. Tức là đấy là cái những cái hiệp hội về hành nghề. Ngành nghề, người ta vào cuộc ngay, người ta bảo vệ ngay, làm ngay. Bởi vì cũng như anh Cung nói với anh Kính nói ấy, chúng ta hãy hỗ trợ cho doanh nghiệp khi người ta còn đang có sức để người ta duy trì nó, giữ được nó, chứ đừng để đến lúc người ta phải đóng cửa toàn diện. Ngoài ngân hàng thì bảo hiểm và thuế thì sao ạ?
đối với doanh nghiệp như của ông? Bảo hiểm ở đây tôi nói đấy, lao động phải nghỉ 50%. Đấy, lao động phải nghỉ 50%. Anh phải chứng minh là lao động anh phải nghỉ 50%. Thế thì như vậy thì buộc các doanh nghiệp người ta phải cho người lao động nghỉ việc đủ 50%. Để người chính sách sai, chính sách như vậy là sai. Đáng lẽ khuyến khích doanh nghiệp giữ chân lao động, giữ chân lao động. Chứ đây là lại là một chính sách khuyến khích lao động, khuyến khích doanh nghiệp sa thải lao động. Đấy, đấy là cái động lực. Buộc chúng tôi phải làm như vậy. Bởi vì nếu doanh nghiệp chúng tôi không làm như vậy thì chúng tôi sẽ không được dừng đóng bảo hiểm. Chúng tôi không được hưởng cái gói này. Cục thuế thì cũng trả lời một câu rất rõ ràng là gì? Anh phải được công bố dịch ngay đấy ở Hà Nội cũng vậy thôi. Anh phải công bố dịch. Phải công bố dịch thì mới được hưởng được vào trong cái nhóm này. Trong khi đó, trong chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ ngành vận tải. Vận tải là cái nhóm mà bị tác động và cái nhóm mà sẽ đầu tiên ngân hàng nhà nước phải vào cuộc. Vận tải đầu tiên đấy. Thì tôi cho rằng là gì? Phải sát thực hơn nữa. Mà đừng máy móc. Máy móc trong cái lúc này mà bắt doanh nghiệp phải tập trung ngồi lại tổng hợp. Đáng nhẽ chúng tôi đang giãn người, căng giãn người ra để chia nhóm giờ làm việc để tránh cái tình trạng lây lan. Ở đây chúng tôi nói là một cái tập đoàn lớn, nó ví dụ 1.000 cái xe hoạt động như anh Kính thì chỉ có khoảng biên độ khoảng 100 người, khoảng 70 người là hoạt động, 80 người là hoạt động. Đến tập đoàn lớn người ta phải có đầy đủ, bởi vì người ta không phải duy trì ở một địa phương này, người ta phải kết nối với nhiều địa phương khác. Thế cho nên người ta cái nhân sự người ta phải có đầy đủ. Thì người ta phải ngồi tập hợp lại, người ta đánh giá cái biên độ, đánh giá cái biên độ. Thế trong khi đó thì người ta đang tìm mọi cách, người ta lương thì người ta cố gắng giữ cân bằng, người ta nới cái khoảng thời gian làm việc ra để tránh tiếp xúc nhau, làm việc qua online, là làm việc qua trực, làm việc trực tuyến này, email này, Zalo, Viber này, người ta sử dụng các kênh đó để người ta làm việc, đúng không ạ? Thì lại phải yêu cầu doanh nghiệp ngồi hết lại với nhau để tính toán. Bởi vì chỉ số thì doanh nghiệp ngân hàng, ở ví dụ tôi nói rằng là mỗi nhân viên phải phụ trách một cái mảng việc khác nhau. Đấy. Thì bắt buộc anh ghép được cái chỉ số này thì anh phải tập trung người lại để ghép. Thế đấy là những cái mà tôi cho rằng là máy móc quá. Máy móc quá và nó làm gia tăng cái chi phí cho doanh nghiệp. Đấy. Mà một cái biện pháp tôi xin nhắc lại một lần nữa là gì? Những cái để làm, để cho doanh nghiệp người ta tồn tại thì tôi nói một ví dụ thế này. Như vừa nãy tôi nói đến câu chuyện kiểm định xe cơ giới 6 tháng một lần. Ví dụ 18.000 cái xe taxi. Cứ 6 tháng mặc định anh phải đi đăng kiểm nhân với 380.000, nó phải rơi vào cỡ và khoảng hơn 6 tỷ đồng. Cứ 6 tháng là cái doanh nghiệp đó phải mất hơn 6 tỷ. Thì lấy đâu ra nguồn để mà người ta lo trong những lúc dịch bệnh thế này nữa. Đấy là cái mà chúng tôi đang nói. Nhưng mà khi mà mình đại diện cho hiệp hội thì mình cũng đã gửi kiến nghị đấy lên đấy ạ. Chúng tôi gửi rất nhiều lần. Phải nói thật là văn bản vô số. Đấy. Gửi tới cả Bộ trưởng Bộ Giao thông, rồi gửi tới lên cả Chính phủ. Đấy, nói thật mà đây là thẩm quyền của Bộ Giao thông. Nhưng mà chúng vẫn chưa được giải quyết cái việc này. Đấy, mà tại cái phiên họp mới đây nhất khi mà sửa đổi cái thông tư 63, khi mà triển khai cái nghị định số 10 của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì, tôi cũng đã kiến nghị trong cuộc họp. Và Thứ trưởng có nói rằng là đã chỉ đạo cho Cục Đăng Kiểm, nhưng đến giờ này chúng tôi vẫn chưa thấy gì cả. Và hơn ai hết như thế này, chúng tôi chỉ nói như thế này. Doanh nghiệp tư nhân là những doanh nghiệp người ta đang đóng góp rất lớn cho cái công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì trách nhiệm của các bộ ngành phải làm gì? Hỗ trợ cho họ. Hỗ trợ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp người ta vững tay chèo, để người ta đối chọi với mọi cái sóng dữ. Đúng không ạ? Bởi vì thua lỗ là doanh nghiệp phải chịu. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đúng không ạ? Trước người lao động của mình. Trách nhiệm của chúng tôi là phải đảm bảo duy trì cái hoạt động kinh doanh. Phải đảm bảo cho cái an sinh xã hội. Thế vậy thì phải hỗ trợ cho chúng tôi. Đây là cái dịp để cho các cái bộ ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, Bộ Giao thông Vận tải là những cái bộ mà phải tích cực nhất để vào. Vào cuộc để hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Cung có ý kiến trước khi mà kết thúc chương trình ạ? Tôi thì rất là chia sẻ. Tôi cho rằng là tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi cái chỗ này. Thủ tướng hiện nay đang xây dựng một cái triển khai cái 11 này và thúc đẩy rất mạnh mẽ. Thì trong chỉ thị 11 với mới nói các loại phí này, phí kia. Tôi cho rằng lần này chúng ta phải liệt kê đầy đủ các loại phí gì. Chứ còn nếu như chỉ nói giảm phí giảm này thì tôi nghĩ rằng ở dưới, nếu như người ta không tích cực thực hiện thì nó sẽ không thực hiện đâu. Cho nên là phải ghi rõ phí kiểm định, phí gửi ô tô gì đấy, anh viết cái tên phí ấy ra. Là phải viết đầy đủ các loại phí. Và tôi cho rằng những phí này rất lớn. Rất lớn đối với cái ngành, cái dịch vụ vận tải này. Thưa các khách mời, thực ra khi mà chúng tôi thực hiện các chương trình đối thoại, mục tiêu của chúng tôi cũng là muốn
đưa những tiếng nói của các doanh nghiệp, những cái kiến nghị hết sức là cụ thể, những cái mà chúng ta phân tích lên cho những người làm chính sách, thậm chí những người đang tư vấn chính sách như thế này, để họ có thể là đóng góp thêm vào chính sách chúng ta sẽ sát sườn hơn, thực tế hơn và quan trọng nhất là nhanh hơn đến được với cả từng doanh nghiệp. Như hiện nay thì chúng tôi khi mà thực hiện đến 4 số đối thoại rồi thì mỗi số lại làm ý kiến khác nhau, có doanh nghiệp thì nhận được, có doanh nghiệp chưa nhận được, có doanh nghiệp thì hiểu, có doanh nghiệp lại chưa hiểu rõ lắm, tức là gần như là thông tin rồi cái cách thức tiếp cận của mỗi doanh nghiệp với chính sách nó cũng khác nhau. Vì vậy nên chúng tôi rất là mong là thông qua các chương trình như thế này làm cái cầu nối để doanh nghiệp có thể chia sẻ những cái thực trạng của mình và cũng như là đóng góp những cái giải pháp, những kiến nghị thật là cụ thể đối với từng ngành nghề và từng lĩnh vực. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là hiểu và rất là chia sẻ với cả thực trạng của hai doanh nghiệp vận tải tại đây, và chúng tôi hy vọng là với những cái ý kiến như vậy sẽ được tiếp thu, sẽ được lắng nghe để chúng ta có những giải pháp thực sự là nhanh, mạnh và quyết liệt, cũng như là đáp ứng được những cái mong mỏi của doanh nghiệp liên quan tới ngân hàng, đến thuế, đến bảo hiểm, đến cái rất là sát sườn của chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời, cảm ơn hai doanh nghiệp, cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình và nhiệt huyết với đề tài của chúng tôi. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để sau này thì tiếp tục là tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.